Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh khống chế các đối tượng điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15A33158 vi phạm chạy tốc độ quy định 78 km/h trong khu vực đông dân cư. Trước khi bị bắt giữ, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, thậm chí đâm hỏng xe ô tô của lực lượng cảnh sát giao thông khi bỏ chạy theo hướng Hạ Long Uông Bí. Đến km 1+100 trên quốc lộ 10, chiếc xe trên bị nổ lốp. Lực lượng cảnh sát giao thông cơ động đã bắt được nhóm đối tượng. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Thủy sinh năm 1989 ở Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đối tượng lái xe ô tô vi phạm giao thông rồi điên cuồng lao vào tổ cảnh sát giao thông hòng bỏ chạy.